Trên một con tàu giữa đại dương, chương trình Săn tìm kho báu của đài truyền hình đang được quay với chị MC là Tanigawa Christina. Địa điểm tổ chức là đảo Renki, nơi cất giấu những thỏi vàng trị giá hơn 400 triệu yên. Khách mời gồm có nghệ sĩ Akashiba Daiki, diễn viên Fukamori Hotaru, mỹ nhân tri thức Ishiki Rikako, sinh viên đại học Kamioka Fuma và cặp đôi Kindaichi Miyuki, những người chiến thắng trong trò giải đố. Ngoài ra còn có khách mời đặc biệt chính là Hayami Reika. Konnichiwa! Tất cả sẽ ở trong ngôi biệt thự phương Tây trên đảo và tìm ra kho báu, nhưng họ đâu ngờ rằng đó cũng là nơi bắt đầu cho vụ thảm án liên hoàn sắp xảy ra. Chào mừng các bạn đã đến với Ten Anime, Kindaichi đã quay trở lại rồi đây. Các bạn có tin rằng có người có thể đi xuyên qua một cánh cửa làm từ kim loại không? Điều phi thực tế ấy lại hoàn toàn có thật trong vụ án này đấy, mặc dù tớ nói hơi quá một tí. Kindaichi, sát thủ giả kim thuật, xin được phép bắt đầu. Sau khi cập bến, Kindaichi vô tư bên cạnh Reika, mặc cô bạn thân bê đồ bở hơi tai. Một chị gái đi đến động viên, đây là Mikage Satsuki, quản lý của hai diễn viên Hotaru và Reika. Trời bắt đầu nổi bão, trong biệt thự còn có các nhân viên của đài truyền hình, bao gồm nhà sản xuất Enkoji Shinobu, đạo diễn Onizawa Ryuko, trợ lý đạo diễn Mayumura Takuya, quay phim Fujimori Akira. Một đống vàng được lôi ra, chỉ là mô hình thôi, tuy nhiên khoảng một tấn vàng thật đang được giấu trên đảo này đấy, xương xương 400 triệu yên thôi. Chủ nhân của kho báu đó cũng chính là chủ biệt thự này, nhà vật lý học thiên tài Ezaki Claw. Ông ta thông minh đến mức lập dị nên tự nhốt mình ở đây. Nghiên cứu nổi tiếng nhất của Ezaki chính là giả kim thuật, không chỉ để biến kim loại thành vàng, mục đích tối thượng của nó là đạt được Elixir, cội nguồn sinh mệnh bất tử. Ông ta đã xây biệt thự này để mục đích nghiên cứu giả kim thuật, nhưng khi đạt đến đỉnh cao thì đột ngột mất tích. Sau khi Mayumura chuẩn bị lá thăm, mọi người bắt đầu bốc thăm chia phòng. Reika phòng 79, Miyuki phòng 47, Kindaichi 26, mỹ nhân tri thức Ishiki phòng 13, trợ lý đạo diễn Mayumura phòng 82, diễn viên Hotaru phòng 50, sinh viên Kamioka phòng 29, nghệ sĩ Akashiba phòng 22, MC Tanigawa phòng 28, quản lý Mikage phòng 24, quay phim Fujimori phòng 25, đạo diễn Onizawa phòng 30 và nhà sản xuất Enkoji phòng 12. Mọi người trả lại lá thăm vào hộp và tìm phòng mình dựa trên sơ đồ biệt thự. Tầng 2 được đánh số rất lung tung, cách thiết kế này hình như Kindaichi đã thấy ở đâu đó. Chợt anh trợ lý Mayumura quên chuẩn bị pháo chúc mừng nên Miyuki đã xin phụ anh một tay. Kindaichi thấy hai người họ thân thiết nên cũng hơi ghen, bỏ đi chơi với Reika luôn. Đến phòng 79 của Reika, Kindaichi đoán cánh cửa được làm từ bạc. Không phải đâu, chỉ là kim loại có màu bạc thôi, sinh viên Kamioka nói. Căn phòng có chốt từ bên trong, một lỗ thông gió có chắn kim loại, như nhà tù ý nhỉ. Đến giờ ăn tối, anh Kamioka lén đưa gì đó và nói cảm ơn anh Mayumura. Mọi người cùng ăn cơm cà ri, Reika cứ bám lấy Kindaichi làm Miyuki vô cùng khó chịu. 3 giờ sáng, Mayumura đang trằn trọc, anh ta định tống tiền ai đó để làm giàu. Đúng lúc ấy thì có tiếng gõ cửa. Một kẻ mặc áo choàng cùng thanh kiếm to đùng trên tay xuất hiện. Sáng hôm sau, mọi người không thấy trợ lý Mayumura đâu, liền nghĩ anh ta đã tìm ra kho báu và bỏ trốn. Họ phát hiện con thuyền đã bị cháy, bộ điện đàm duy nhất đang ở trên đó. Vậy là tất cả đã bị cô lập. Trở về biệt thự, mọi người xem lại camera trước cửa thang máy tầng 1, phát hiện có kẻ mặc áo choàng, cầm kiếm và đeo mặt nạ. Đó là luyện kim thuật sư sao? Nghe nói chủ cũ của biệt thự này luôn mặc áo choàng và đeo mặt nạ. Không lẽ nhà bác học đó còn sống? Mọi người tiếp tục lục soát khắp các phòng, nhưng không hề thấy Mayumura. Bỗng một giọt nước rơi vào người Reika. Không, đó là máu. Xác của người họ đang tìm kiếm nằm trơ trọi trên cửa sổ áp mái. Sau khi kiểm tra độ rộng vết thương, anh Kamioka khẳng định nạn nhân đã bị giết bởi thanh kiếm của kẻ mặc áo choàng. Mọi người vô cùng hoảng sợ, cách tốt nhất bây giờ là ai về phòng người ấy, chốt cửa chặt lại, ai gọi cũng không được mở, trừ khi xác nhận rõ danh tính. Kamioka nghĩ, chúng ta đã tìm khắp nơi nhưng không thấy ai, chứng tỏ tên mặc áo choàng không hề lẩn trốn, mà là một trong những người ở đây. Nhưng cũng có thể đó chính là nhà bác học Ezaki đã mất tích. Tóm lại, sự biến mất của kẻ khả nghi và thanh kiếm dài hơn 80cm vẫn còn là một ẩn số. Nhà sản xuất Enkoji phát nước cho mọi người để không ai phải ra ngoài vào ban đêm. Kindaichi đang ngồi nghiên cứu sơ đồ tầng 2 thì Miyuki mang trà đến làm cậu ta hết hồn. Kindaichi hứa sẽ bảo vệ Miyuki, khiến cô bạn vô cùng cảm động. Cảnh này đã bị Reika nhìn thấy. Cùng lúc ấy, diễn viên Hotaru đang nằm chiêu trong phòng. Cô ta lộ bản chất, xem đây là cơ hội tốt để đóng vai nữ chính bi thương. Giá mà người chết tiếp theo là Reika nhỉ, vậy thì chuyện sẽ giống như 2 năm trước. Vừa uống vài ngụm nước thì Hotaru bất tỉnh, một bàn tay mở chốt cửa, tên sát nhân bước vào và đâm kiếm xuống. Sáng hôm sau,
Ai đó đập cửa liên tục khiến Kinichi tỉnh giấc. Thấy kẹp tóc của Reika dưới sàn, cậu vội vàng chạy đến phòng Reika thì thấy chiếc áo dính máu của chị diễn viên Hotaru. Kinichi chạy qua phòng 50 của Hotaru thì lại thấy Reika mở cửa, còn Hotaru đã nằm bất động trên giường. Chết thật, trong căn phòng kín này, kẻ bị tình nghi chỉ có thể là Reika mà thôi. Reika kể rằng, đêm qua, từ chỗ Kinichi và Miyuki về, đã bị một kẻ đánh thuốc mê. Nãy Kinichi đập cửa cô mới tỉnh dậy. Trong khi mọi người nghi ngờ Reika giết Hotaru, thì mỹ nhân tri thức Ishiki nghĩ rằng luyện kim thuật sư chính là thủ phạm. Những cánh cửa trong nhà này đều được làm từ kim loại, luyện kim thuật sư có thể đi xuyên qua là điều dễ hiểu. Ishiki cũng tuyên bố cô chính là con gái của nhà vật lý học Ezaki. Luyện kim thuật không chỉ đơn thuần là biến kim loại thành vàng, nằm ở trung tâm của lý thuyết này là đá hiền chiết hay là elixir, thứ đem lại sự bất tử, đó mới là kho báu đích thực. Mọi người cương quyết nhốt Reika biệt lập để đảm bảo an toàn đêm nay. Miyuki tình nguyện ở cùng cô bạn. Căn phòng giam đã chốt then cả trong lẫn ngoài. Tại đây, Reika hỏi Miyuki có thích Kinichi không, vì cô thật sự rất thích cậu ấy. Miyuki đang phân vân thì Kinichi gõ cửa, nhét sợi dây thừng vô và dặn hai bạn, nếu có gì hãy giật dây ngay. Hai cô gái vui vẻ trò chuyện về crush rồi cùng uống nước. Bên này, Kinichi điều tra căn phòng hiện trường. Cánh cửa quá chắc chắn, không hề có kẽ hở để mở chốt từ bên ngoài. Vậy hung thủ mở từ cửa sổ kia hay dưới sàn, trên trần nhà có cửa bí mật. Tại phòng khách, nghệ sĩ Akishiba và MC Tanigawa đang ôm ấp nhau và nói về một vụ án liên quan đến chất kích thích, một ngôi sao do chị Mikage quản lý đã tự sát. Đúng lúc ấy thì Mikage xuất hiện, tất cả đã bị Fujimori quay lại. Bên này, đạo diễn Onizawa vô cùng tức giận. Dường như bà ta đã biết lý do tại sao Mayumura và Hotaru bị giết. Bỗng Onizawa lên cơn đau bụng nên cầm dao bước vào nhà vệ sinh, tên sát nhân đã núp sẵn ở đó. Kinichi nhìn sơ đồ tầng 2 và nhớ ra đã thấy nó trong kho sách của ông nội. Đúng lúc ấy thì anh Akishiba chạy đến, nói rằng thanh chắn trước cửa phòng Reika và Miyuki đã biến mất. Mọi người ra sức đập cửa, hai cô bạn vẫn an toàn, chỉ là đang nói chuyện thì lăn ra ngủ thôi. Lạ quá, mới quá giờ trưa, sao có thể ngủ cùng lúc được? Chỉ có thể là kẻ nào đó đã bỏ thuốc mê vào chai nước, rồi lấy đi thanh chắn cửa và giật dây báo động chúng ta. Chị Mikage hoảng sợ báo tin, đạo diễn Onizawa đã bị sát hại. Tiếp đó, quay phim Fujimori cũng vỡ sọ vì bị chậu hoa đập vào đầu. Tại sao chỉ mình Fujimori bị giết bằng chậu hoa, lại còn nằm trong phòng của Mayumura, nạn nhân đầu tiên? Nhìn bông hoa giả và các mảnh bình vỡ, Kinichi thấy có gì đó không ổn. Chị MC Tanigawa khẳng định Reika là hung thủ. Trước đó, cô đã dụ dỗ Fujimori mở cửa cho mình. Nhân lúc Miyuki ngủ, cô đánh chết Fujimori để diệt khẩu, sau đó phục kích trong nhà vệ sinh, đúng không? Mọi người yêu cầu trói Reika lại, cả chị quản lý Mikage và Reika đều rất lo sợ. Nhưng Kinichi hứa sẽ chứng minh sự vô tội cho cô bạn, nhân danh ông nội luôn. Sau khi Reika bị trói vào ghế, Kinichi để ý thấy chị quản lý Mikage nãy giờ cứ run rẩy. Hai bạn quyết định đến phòng 24 của chị ấy. Mikage đang rất hoảng loạn. Mayumura, Hotaru và Onizawa đã bị giết, động cơ chắc chắn là chuyện đó. Kinichi không nghĩ chị ấy là hung thủ, giống nạn nhân tiếp theo thì đúng hơn. Mikage bàng hoàng làm đổ ly nước, rồi đuổi hai bạn ra khỏi phòng, đau khổ nói. Xin lỗi Yunagi, chị không ngờ lại xảy ra chuyện đó. Đôi bạn liền đến phòng 12 của nhà sản xuất Enkoji để hỏi về người tên Yunagi. Yunagi Haruka, một ngôi sao truyền hình nổi tiếng nhưng đã tự sát khi chỉ 16 tuổi vào 2 năm trước. Cô bé rất ngoan ngoãn, lễ phép và vô cùng tài năng. Yunagi tự sát sau khi được chọn làm diễn viên trong một bộ phim, lý do là dùng chất kích thích. Sau đó, hai bạn gặp Ishiki và Kamioka. Kinichi đã nhìn thấy hành động trao đổi thứ gì đó giữa Kamioka và Mayumura. Kamioka đành khai thật, anh rất hâm mộ Hotaru nên đến đây vì muốn làm quen với chị ấy. Kamioka nhắc về cơn sốt vàng, bộ phim đem lại tiếng tăm cho Hotaru. Sau khi diễn viên dự tính ban đầu gặp chuyện thì Hotaru đã được nhận vai ấy. Nhưng do không hợp bạn diễn nên cô ta bị đổi thành Reika. Diễn viên ban đầu có lẽ là Yunagi Haruka, bộ phim Cơn Sốt Vàng được đạo diễn bởi chính nhà sản xuất Enkoji. Hai bạn tìm trong thư phòng và thấy một quyển sách có vẽ hình giống như sơ đồ tầng 2. Chính xác, vị trí và số thứ tự phòng đánh lung tung đều liên quan đến giả kim thuật. Kinichi nhờ Miyuki vẽ gì đó liên quan đến môn hóa học. Cả hai xem lại đoạn băng lúc bốc thăm phòng và đã tìm ra câu trả lời. Giờ chỉ cần bằng chứng nữa thôi, Miyuki nói, có lẽ nó vẫn ở trong đó. Xong, Kinichi đã giải mã được mọi bí ẩn. Mọi người đã tập trung đông đủ, chúng ta sẽ điểm lại các sự kiện. Chương trình săn tìm kho báu này được lên kế hoạch từ một tháng trước. Ngoài Kinichi và Miyuki tình cờ được tham gia vì chiến thắng trò chơi giải đố, thì tất cả những người còn lại đều đã được sắp xếp. Nạn nhân đầu tiên là trợ lý đạo diễn Mayumura, thứ hai là vụ căn phòng kín của diễn viên Hotaru, thứ ba là đạo diễn Onizawa bị giết trong nhà vệ sinh, và cuối cùng là anh quay phim Fujimori, người duy nhất bị giết bằng bình hoa. Trước tiên, Kinichi sẽ giải thích thanh kiếm biến mất và căn phòng khóa kín. Mọi người hãy nhìn vào cuốn sách, nó vẽ đá hiền chiết Acylar, nhìn giống hệt sơ đồ ngôi nhà.
Sự trùng hợp này cũng dễ hiểu vì biệt thự do nhà bác học Ezaki, một người cuồng luyện kim thuật xây dựng. Toàn bộ các cửa được làm bằng kim loại ở đây đều có một bí mật và câu trả lời nằm ở số phòng. Đây là bảng tuần hoàn hóa học mà Miyuki đã vẽ. Số phòng chính là số hiệu nguyên tử của nguyên tố, vật liệu làm nên những cánh cửa. Ví dụ phòng Kinechi số 26, suy ra cửa làm bằng sắt. Phòng nơi Hotaru bị giết là số 50, cửa làm bằng thiếc. Kinechi chuẩn bị một mẫu kim loại thiếc và bắt đầu nung nó. Nhiệt độ nóng chảy của thiếc là 231,9 độ C, chỉ cần bình ga này cũng có thể nung chảy nó. Cánh cửa được chia thành từng ô nhỏ, hung thủ chỉ cần hàn chảy và tách một ô ra là có thể thò tay vào và mở cửa. Sau khi sát hại Hotaru, hắn bế Reika đến đây rồi đóng cửa, hàn cửa lại là xong. Tiếp theo là giải thích chi tiết thanh kiếm biến mất. Tại phòng Mayumura, nơi Fujimori bị giết, Kinechi phát hiện cuống những bông hoa giả ở đây ngắn hơn những bông hoa ở phòng khác. Có thể giải thích rằng, thanh kiếm kia cũng làm từ thiếc, hung thủ đã nung chảy rồi giấu nó trong lọ hoa. Nếu không cắt bớt cuống hoa thì bông hoa sẽ nhô cao bất thường. Hơn nữa, nếu chỉ bị đánh bằng lọ hoa mỏng manh này thì Fujimori có chết được không? Tuy nhiên, miệng lọ hoa rất nhỏ để có thể lấy thiếc ra. Vậy hung thủ làm thế nào để có kiếm mà tiến hành vụ thứ hai và thứ ba? Đó chính là thủ thuật tâm lý của hung thủ. Ngay khi thấy thanh kiếm, chúng ta mặc định nó là hung khí. Nhưng hắn cũng có thể dùng một vật khác để tạo vết thương to như kiếm mà. Anh Kamioka thắc mắc, việc bốc thăm chọn phòng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Việc Hotaru ở phòng 50 cũng chỉ là tình cờ thôi mà. Không có gì là tình cờ đâu. Cứ bình tĩnh, Kinechi sẽ vạch trần bộ mặt của luyện kim thuật sư. Kinechi lấy ra hộp thăm, trò này sẽ tìm ra thủ phạm thật sự. Mọi người lần lượt bốc, rất nhiều là an toàn đã được mở. Đến lượt Kamioka, anh ta bốc phải lá thủ phạm. Tưởng chừng chỉ là vô tình, nhưng Kinechi đã dùng chính trò của Kamioka để gài anh ta vào bẫy. Trước đó, Kamioka đã mua chuộc Mayumura. Mayumura đã chuẩn bị một đống lá số 50. Mayumura lại bốc trước chị Hotaru. Hắn đã tráo đổi những lá thăm đó vào hộp. Nên chọn cái nào thì Hotaru cũng lấy được số 50. Sau đó, Kamioka nhận đống thăm cũ từ Mayumura rồi tráo đổi lại khi đến lượt mình. Kamioka ra tay với Mayumura đầu tiên để diệt khẩu. Kamioka mỉm cười, muốn kết tội thì hãy đưa bằng chứng ra đây. Kinechi kéo quả cầu chúc mừng, trong đống hoa giấy có những lá thăm. Vì không có đủ hoa giấy nên Mayumura và Miyuki đã tận dụng chúng. Các mảnh thăm được xé từ cùng một tờ giấy nên khi ghép lại, chúng sẽ khớp nhau. Tuy nhiên, do số 50 được thêm từ bộ khác nên đã không khớp. Anh còn gì để chối không, Kamioka? Đến đây, Kamioka đành nhận tội. Anh đã giết ba người kia, nhưng vụ Fujimori là vô tình vì anh ấy đã phát hiện ra bí mật chiếc bình hoa. Kamioka trách tội Reika vì cô mà Yunagi Haruka mới mất vai diễn trong bộ phim ấy. Kamioka chính là anh trai của ngôi sao Yunagi Haruka, tự sát cách đây 2 năm. Hai anh em đã mất bố mẹ trong một vụ tai nạn, sau đó được các gia đình khác nhau nhận nuôi. Sau nhiều năm, Kamioka vô tình thấy ảnh em gái trên tạp chí. Anh đã gửi thư cho Haruka như một fan hâm mộ, nhưng kèm theo một ám hiệu đặc biệt mà chỉ hai anh em họ biết. Em gái đã nhận ra và họ liên lạc với nhau từ đó. Cuộc sống diễn ra rất suôn sẻ cho đến một ngày, Haruka nhắn rằng đang gặp rắc rối nên không thể nhắn tin được nữa, nhưng em sẽ không làm chuyện đó đâu. Và rồi cuối ngày hôm ấy, báo chí đưa tin Haruka đã tự sát, chất kích thích được tìm thấy trong túi sách của cô bé. Xét nghiệm cũng ra kết quả dương tính. Kamioka đau khổ tột cùng khi mất đi người thân duy nhất. Hai hôm sau, anh nhận được thư mà em gái gửi trước khi tự sát, trong đó là toàn bộ sự thật. Đạo diễn Onizawa, trợ lý Mayumura, diễn viên Hotaru, người cạnh tranh vai chính với Haruka và cả chị quản lý Mikage đã gài bẫy cô bé. Từ đó, Kamioka quyết tâm sẽ giết sạch bọn chúng và cả Reika, người được thế vai diễn của Haruka. Nhưng Reika không đồng lõa với bọn chúng. Haruka và Reika là hai người bạn thân. Trước khi chết, Haruka đã gửi tin nhắn cho Reika để bày tỏ cảm xúc mãnh liệt của mình dành cho bộ phim. Vì thế, Reika đã xin được vai diễn đó. Ngay cả trong quá trình quay phim, Reika luôn tưởng tượng bạn diễn của mình chính là bạn thân. Nhìn thấy bóng dáng em gái thân thương, Kamioka đã thức tỉnh và nhận ra lỗi lầm của mình. Cơn bão đã qua đi, vụ án cũng đã khép lại. Khi cảnh sát đến khám nghiệm, họ phát hiện xác của nhà bác học Ezaki ở tầng hầm của ngôi nhà. Ông ta chết vì bệnh. Tuy việc làm của Kamioka không thể chấp nhận được, nhưng nhờ đó mà tội ác của đám xấu xa mới được phơi bày, sự trong sạch của Yunagi Haruka cũng được trả lại. Cơ mà có ai muốn đi tìm kho báu không nhỉ? Ừ ha, số hiệu nguyên tử của vàng là 79, vậy là phòng của Reika rồi, đi thôi. Tiếc quá, kho báu đã bị Ichiki cướp mất rồi, hay chính xác hơn, đó chính là siêu trộm hào hoa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới phút cuối này. Mọi người có cảm nhận như thế nào? Hãy comment bên dưới chia sẻ cùng chúng mình nhé. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Chen Anime nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!